mỏi miệng quá. À, khỉ tím ăn rồi này. Come on, khỉ tím, khỉ vàng, khỉ tím nhìn ăn ngon rồi. Quá không kiềm chế được. Thế thì khỉ hồng cũng ăn. Ngon quá. À, ăn rồi, ăn rồi. Bắt được quả tang nha. Thế là khỉ tím, khỉ vàng và khỉ hồng đã không thể nhịn ăn chuối trong một ngày. BBTV. Căng thật, tình hình là vườn chuối ngày càng ít chuối đi. Thế nhưng mà xóm khỉ của mình ngày thì lại càng đông. Cứ thế này á, có ngày không đủ chuối ăn mất thôi. Ây da, mình phải họp ngay xóm khỉ của mình mới được. Có chuyện gì nhỉ? Không biết không. Hỡi xóm khỉ thân mến, ngày hôm nay tôi có cuộc họp khẩn cấp này để thông báo một tin buồn. Đó chính là vườn chuối của chúng ta ngày càng cạn kiệt. Trong khi đó xóm khỉ của chúng ta ngày lại càng đông. Thế nên là theo ý kiến của tôi là chúng ta sẽ phải ăn chuối tiết kiệm và trồng chuối để ăn. Làm sao mà ăn ít đi được? Theo tôi ấy, chúng ta cứ ăn hết đi, xong rồi chuối khác tự mọc ra thôi. Đúng rồi. Chứ bây giờ mà trồng chuối vừa mệt vừa mất thời gian. Được rồi. Bây giờ tôi sẽ nghe ý kiến của từng khỉ. Khỉ nào có ý kiến giơ tay. Tôi, khỉ xám có ý kiến. Mời khỉ xám. Theo tôi, việc trồng chuối đối với chúng ta không có gì là khó khăn cả, cho nên tôi ủng hộ và tán thành phương án này. Làm sao mà phải trồng thêm chuối? Đúng rồi. Trồng chứ. Tổ tiên loài khỉ của chúng ta từ trước tới nay có bao giờ phải trồng chuối đâu. Vẫn có chuối để ăn mà. Tôi á, là tôi phản đối cái phương án này. Phản đối. Tự nào. Chúng ta phải hiểu một điều rằng các loại quả khác thì chúng ta có thể ăn một ngày hoặc là hai ngày. Đúng. Nhưng mà rồi chúng ta lại thôi. Thức ăn chính chủ yếu vẫn là chuối. Đúng, chính xác. Đúng thế. Đây là quyết định vô cùng quan trọng. Theo tôi là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu quyết đi. Cư dân nào đồng ý trồng chuối thì đứng về phía bên này. Còn cư dân nào không đồng ý trồng chuối thì đứng về phía bên này. Tôi không đồng ý. Không đồng ý. Rồi. Vậy là đã hết thời gian biểu quyết. Và chúng ta thấy rằng số lượng khỉ đồng ý không trồng chuối là đông hơn. Ba khỉ. Và bây giờ tôi sẽ có thử thách cho khỉ vàng, khỉ hồng và khỉ tím. Lại còn thử thách nữa. Đó chính là ba khỉ sẽ phải nhịn ăn chuối trong một ngày. Nhịn một ngày. Ba khỉ có thể nhịn ăn chuối trong một ngày thì chúng ta sẽ không phải trồng chuối nữa. Đúng. Nhịn một em ngày được không? Nhưng mà không phải trồng chuối. Được. Đơn giản mà, có gì đâu. Đồng ý luôn. Vậy là ba khỉ đồng ý đúng không? Đồng ý. Vậy hãy theo tôi. Đi. Yeah. Nhanh lên. Lên chiếc quả đi. Kéo lên. Rồi. Khỉ vàng xuống trước đi. Khỉ hồng trước đi. Cho khỉ hồng đấy. Ok. Nào, chuẩn bị nào. 1, 2, 3. Yeah. Nào, chuẩn bị nào. Chuẩn bị nhé. Yeah. Vui quá. Hay là chúng mình sang bên này đi. Ok. Wow. À, khỉ vàng với khỉ tím ơi. Trời, nãy giờ khỉ hồng đói bụng quá. Hay là đi ăn chuối đi. Nói đến đói mình cũng đói. Đi, mình ăn chuối. Từ. Hả? Hôm nay mình thử thách không được ăn chuối cơ mà. Giờ mình nhớ ra. Quên mất. Làm nào bây giờ? Không ăn chuối thì chúng ta ăn bưởi. Ở đây có rất là nhiều bưởi luôn. Bưởi chua lắm, không ăn đâu. Nhưng mà mình đi ăn chuối cơ. Nhưng mà ta được ăn chuối đâu. Khỉ hồng có ý kiến này. Ý kiến gì đấy? Sau một ngày chúng ta nhịn ăn chuối, chúng ta sẽ rất là đói bụng. Đúng rồi. Hay là bây giờ chúng ta sẽ đi thu hoạch chuối, tập trung vào một chỗ. Khi ngày mai đến, chúng ta chỉ việc ăn thôi. Đúng, ngày mai chúng ta sẽ ăn bù. Đúng rồi, bây giờ đi.
nhiều quá. Tính ngon làm sao? Ở phía trên nữa. Đây. Đấy. Đủ chưa? Được rồi đấy, nhiều lắm rồi. Ok, đi thôi. Đi. Ý, nhiều chuối quá. Chuối về rồi đây, chuối về. À, về rồi. Rồi. Đây, rồi đây. Ờ, thế ngày mai tha hồ mà ăn nhỉ. Wow, nhiều chuối quá. Này, nhưng mà khỉ tím, khỉ hồng ơi, khỉ vàng có ý kiến này. Sau một ngày chúng ta nhịn ăn, chắc chắn chúng ta sẽ đói. Ừ. Mà đói thì chúng ta sẽ lao vào chỗ chuối này. E rằng chỗ chuối này sẽ hỏng mất. Đúng rồi đấy. Bây giờ mình có ý kiến, mỗi khỉ cầm 2 quả chuối. Vậy là ai cũng sẽ có phần. Đợi đến ngày mai, chúng ta chỉ việc bóc chuối ra mà ăn thôi. Ý kiến này hay đấy. Cầm 2 quả như thế này, ngày mai chúng ta chỉ việc ăn thôi. Nhanh đúng không? Đỡ phải tranh nhau. Đúng rồi. À này, bây giờ 3 chúng ta đi ngủ đi, để quên đi cơn đói. Đúng, phải ngủ thôi. Đi ngủ. Khỉ vàng. Hả? Khỉ hồng. Khỉ vàng ăn chuối. Không, khỉ vàng. Không. Không được làm như thế. Đúng rồi đấy. Mà khỉ tím có ý kiến này. Ý kiến gì? Chúng ta bóc ra. Khỉ tím không được ăn chuối đâu. Đã ăn đâu, chưa ăn mà. Thế thế nào? Bóc ra nha. Mình sẽ để đây. Ngày mai mình sẽ cho lên miệng mình ăn luôn. Như thế thì sẽ rất là nhanh. Đúng. Tiết kiệm thời gian. Thế thì mình lại có ý kiến khác nữa này. Ý kiến gì? Bây giờ chúng ta đã bóc sẵn ra rồi này. Vậy thì chúng ta cứ thế mà đưa lên miệng, há miệng ra, xong đợi đến ngày mai chúng ta chỉ việc cắn cái là được. Được. Khỉ vàng có ý kiến. Đúng là diệu kế. Đúng không? Há miệng chờ sẵn. Đúng, há miệng chờ sẵn luôn. Xem nào. Ê, chuẩn bị ăn rồi đấy. Ăn rồi. Mỏi miệng quá. Khỉ tím ăn rồi này. Khỉ tím, khỉ vàng. Khỉ tím ăn ngon rồi. Quá, không kiềm chế được. Thế thì khỉ hồng cũng ăn. Ngon quá. Ăn rồi. Bắt được quả tang nha. Thế là khỉ tím, khỉ vàng và khỉ hồng đã không thể nhịn ăn chuối trong một ngày. Đúng vậy. Thế nên là ngay ngày mai, cư dân xóm khỉ sẽ cùng nhau trồng chuối để ăn. Đúng vậy. Việc ăn chuối đó là một nhu cầu chính đáng của loài khỉ chúng ta. Vì vậy chúng ta phải sử dụng sức lao động để tạo ra của cải phục vụ cho nhu cầu đó. Đúng rồi đấy. Chúng ta có làm mới có ăn các khỉ à. Đúng rồi. Dù sao thì đây cũng là một bài học lớn cho cư dân xóm khỉ của chúng ta. Ngay ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết, chăm chỉ, cùng nhau trồng chuối để tạo ra nguồn chuối dồi dào để ăn. Cư dân xóm khỉ trồng chuối. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.